Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Nexo Vlog ha. Đây là chiếc xe ngoài thực tế cho anh em coi nè. Trời hiện bây giờ cũng hơn 5 giờ mấy rồi nha anh em. Quay cho anh em coi nha. Mới chạy thử vòng cũng đã lắm anh em ơi. Xe chạy nhẹ. Thắng thì rất là ăn ha, thắng đĩa mà, mới mà, rất là ăn luôn. Rồi khúc này là bờ kè phường 2, đường Nguyễn Thị Hồng Gấm đi ra Hoàng Hoa Thám á, ở gần khúc nhà mình. Thì tranh thủ mình chạy vòng mình quay phim cho anh em coi. Nếu anh em nào thích thì mình để lại luôn. Ở Vĩnh Long ha, mình ở Vĩnh Long, phường 2. Anh em nào ở gần ở Vĩnh Long thì đến liên hệ mình xem xe trực tiếp và lấy xe ha. Rất là ok nha anh em. Đây mình quay chi tiết cho anh em coi. Hãy lúc chỉnh hắn chỉnh đĩa, chỉnh ấy nha, chỉnh nhông nha. Mới tinh luôn. Không mà phát chạy. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là bờ sông. Bên kia có hai bạn đang ngồi câu cá anh em. Bờ sông lúc này mình hay chạy mình làm video về cano đó. View bờ kè này rất là đẹp. Bên kia xong là có cho thuê nhà trọ đó đó. Rồi đây có một chiếc quà lải đậu nè. Bà kè này buổi chiều thì nhiều anh em câu cá lắm nha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ mình chạy tập thể dục chút xíu nha anh em. Yêu đời ghê luôn thầy. Sao yêu đời? Thể dục chứ, để cái tướng xấu rồi sao?